chuẩn bị tới kèo kỳ đấu 22 nha mọi người. Bên đây mình vui chậm dên đối đầu với Kỵ và Xỉn Xỉn Vĩnh Lộc. Điểm 1-0 cho Trầm Vinh và Minh Vui. Điểm 1-0. Bóng ngoài, 1 đều. Điểm 1 đều. Kèo này là kèo chới sân Đại Dương rồi, hai bên dài tới đích luôn. Đi em. Mình vui đánh bóng hỏng. Điểm 2-1. Bóng ngoài, 2 đều. Điểm 2 đều mọi người. Đánh bóng ra ngoài. Kèo này kèo đấu nha mọi người. Sổ cực kỳ lớn luôn. Điểm 3-2. Kèo này chế là Minh Vui đứng dưới nha mọi người. Không được đứng ở trên. Trận này nhận định là Trọng Dân sẽ 1-2 lên kia nhiều hơn là Minh Vui. Minh Vui đánh bóng hỏng. Thank you.
đánh bóng ra ngoài nha. Điểm 3 năm. Bóng ngoài. Điểm 4 năm. Vậy là bóng trong nha. Một pha gài nhỏ quá đẹp của Kỷ. Kỷ. Điểm 6-4. Set này đánh 15 điểm tới. Quá đẹp, quá đẳng cấp mọi người. Điểm 5-6. Thank you.
Điểm 6 đều. Bên xỉn đang đáng tiếc chứ banh đó không biết là trong hay là ngoài mọi người. Điểm 7-6. Bóng ngoài. 7 đều. Điểm 7 đều. Điểm 8-7. Thật sự những đường banh của Trầm Dên quá nặng ký rồi. Điểm 9-7.
Tiếp tục là Trầm Dên ghi điểm. Cho bỏ thì bạn mạnh không hút nhưng mà dướng biết rồi rất thiếu không à. Đến đầu năm 2 đúng. Điểm 17. Nhiều quá. Bóng ngoài. Điểm 11-7. Lại là bóng ngoài. Còn 3 điểm sao? Điểm 12-7. Cực kỳ khó cho Xỉn và anh Kỳ rồi. Trên gió thì Xỉn là vô á. Cho mình trên gió nhẹ rồi. Vô anh. Bóng ngoài. Điểm 13-7. Bắt đầu team của Xỉn bắt đầu đẩy mạnh tấn công rồi. Không còn được lui rồi. Kèo này không thể đánh quầy được. Công luôn. Chết rồi. Mười bốn bảy nghiêng về cho Trầm Dên và Minh Vui. Mười bốn bảy. Một pha bóng thể hiện đẳng cấp của Trầm Dên mọi người. Set đấu này thì Trầm Dên có 3 cú giật kỳ quá tốt. Kết thúc ván đấu, Trầm Dên Minh Vui thắng trong kèo đấu này nha mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn các bạn lại các video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.